Xin kính chào tất cả mọi người, hôm nay trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, kênh chuyên về âm thanh bài Âm thanh cổ. Và hôm nay thì Khôi giới thiệu đến em một bộ ghép để nghe nhạc vàng, nghe nhạc xưa, đến từ một cái thương hiệu mà cũng rất lâu lắm rồi, cũng hơn 5 năm hôm nay mới gặp lại em nó, đó là Guadalex Model 55 nha. Thì cặp loa này nè, nó có rất là nhiều kỷ niệm từ những cái ngày xưa mình bán và mình chơi đó. Thì hôm nay mới gặp lại nhưng mà nó đẹp thần sâu luôn, zin tuyệt đối nguyên bản, e căng zin còn cả tem này. Thật sự một cặp loa mang giá trị sưu tầm rất cao à. Mình chưa nói về chất âm, còn nói về chất âm thì nó có một cái gì đó nó nhờ nhờ, nó mộc mạc, nó chậm rãi, mà người ta hay nói vui á, chưa với tới AR thì hãy dùng cặp này nha, giá nó chỉ chưa bằng một nửa với AR2 nha, chỉ bằng 1/3 thôi nha, còn mới hơn một nửa so với AR4 này đó. Nên những ai nó không quá nặng nề về cái thương hiệu, về cái sự sưu tầm thì anh em mà cùng xem cặp loa ngày hôm nay rất hay, rất rẻ anh em nha. Đây Khôi sẽ quay một cái lưới để cho anh em cùng xem là nó là như thế này này đó. Khi lắp vào là nó như thế này, lưới rất đẹp, còn luôn cả cái tem này, tem chữ anh em nha, tem này thì không đặt được. Rồi bây giờ Khôi lột ra thì thật ra cái này mới giật ra thôi nè, đây mấy cái lỗ đinh vẫn còn này đó. Mới giật ra thôi, tại vì là giật ra là để kiểm tra các cái tuyến loa anh em nha, vì gì nó cũng dễ giật cái này, nó có bốn cái đinh này, bốn cái đinh thôi, nên là mình chỉ có rút nó ra thôi anh em nha ha. Mình chỉ cày mình là nó tóc ra. Rồi cặp loa này thiết kế ba quay anh em, ba quay ha, bát giấy, gân tẩm dầu ha, gân tẩm dầu rất là mềm anh em, mềm hơn tất cả các dòng loa KLH hay là AR hay là Evan anh em, bát đánh rất là tốt, trung giấy và trép giấy. Thì đây nó quý giá là cái chỗ này anh em, đó nó sử dụng đất sét và kim bấm. Nếu mà các cặp này nếu mà nó bị chết đứt râu các thứ thì mình tháo ra mới làm được, tháo ra thì cũng không vấn đề gì, cũng không sao anh em, nhưng mà nó mất đi cái thẩm mỹ, tại vì mình không thể chết lại như được như thế này. Cái keo bây giờ cũng không giống, và mình gỡ ra thì nó sẽ có dấu nha. Nên cặp loa này được xem là cặp loa đẹp. Đó. Thùng vắt thì cũng tuyệt vời luôn, thùng vắt là không bể nở này. Đó. Vuông vức ha. Và cùng nói luôn với anh em là cái thùng này nó rất là khó này, khó làm, nếu như nó bể vỡ rồi á thì phải dán gỗ làng lại, mà dán gỗ làng lại á, thì chi phí là 2 triệu một cặp thì nó quá cao ha. Thì không bán được. Rồi. Đây còn tem luôn anh em, tem cờ đầy đủ ha. Hai cốt server tinh chỉnh. Đó. Cọc loa thì nó giống với cặp Fixer, mình có thể mở ra mình nhét dây vào này, hoặc mình cắm bắp chuối ngoài này. Đây nè, thông số này, min là 25W, max là 80W ha. Series này 23218. Cặp này series nó cũng gần nhau luôn. Đó, nên nó hoàn toàn là dễ ghép. Ở đây các cái thông số của hãng đưa ra này nè. Đó, người ta trình bày rất là kỹ lưỡng rõ ràng ha. Đây nè, là vuông vức này. Đó, gỗ nó còn rất là tuyệt vời ha. Không có sơn tốt này, cái này cái bút cái chữ người ta ghi. Đó. Tuyệt vời. Và cái thứ hai này, đây cũng là căng zin này. Đó, zin có logo luôn nha. Đây cũng là đính bấm này, mới nhổ ra thôi nè. Anh em thích thì mình làm miếng dán, mà không thì mình để là như vậy, mình để đúng như vậy nè thì mình sẽ cắm vào được nha. Đó. Nguyên bản chưa có bung móc luôn. Cái này bung ra là có dấu liền, coi như mất giá trị nha. Đó, loa đẹp. Hai thùng loa giống nhau. Vì series nó gần nhau nè. Đó, 18 với 27 anh em, cách nhau có mấy số thôi. Rất tuyệt vời, rất là hiếm anh em. Đẹp, vuông vức không bể nở ha. Anh em cùng xem kỹ. Cọc loa này. Rồi ok, mọi thứ đã xong. Đó. Anh em nào yêu thích thì chỉ việc liên hệ với Zalo. Mức giá dưới 10 triệu thì gọi là vô đối thủ anh em. Không có đối thủ nào mà đánh lại được nó, tại vì đây là cái mức giá vì gọi là lần chết vì cái thương hiệu ở Việt Nam á nha. Rồi cái máy nó bị rung, nó bị tột rồi. Rồi, bây giờ thì Khôi sẽ test thử chất âm rồi báo giá chính xác vào cuối clip, nhưng mà dưới 10 triệu anh em nhé. Rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sự cảm nhận. Thì về phối ghép thì cặp này anh em ghép với các dòng âm đi cổ Bione Sansui Receiver, sâu sắc là hay. Vì sao nó là thiết kế là bát giấy này, rồi gân vải này, trung giấy chép giấy này, chất âm nó vẫn là nhờ nhờ, vẫn là trầm rải, vẫn là mộc mạc, không khác gì AR này nha. Thì những ai mà đang mong muốn mình sẽ nghe thích cái chất âm nó từ từ nha, rồi nhưng mà tiền ít điều kiện ít thì chắc chắn cặp này sẽ phù hợp với tất cả mọi người chơi ha. Thì cặp này anh em cũng đã 5 năm rồi, từ 2017 khôi bán tới bây giờ mới gặp lại, 2018 á thì mới gặp lại anh em. Và thật sự vẫn ấn tượng về nó, về chất âm quá hay trong thẩm tiền nha. Thì ba quay bán 25 và mức giá 9.500.000 thì nó hoàn toàn là hợp lý này, phải nói là rẻ chứ phải hợp lý. Nếu chỉ mà để nghe chất âm thì đánh bài rất nhiều loa Nhật và kể cả loa Mỹ luôn, nhưng mà cái thương hiệu thì nó không có nổi tiếng thôi. Rồi anh em nào yêu thích và cảm thấy hợp lý thì liên hệ với Khôi để mình cùng giao lưu nha. Thì chuyển khoản, tin tưởng nhau thì chuyển khoản cho nó tiền, còn nếu mà ngại thì cọc trước 30%, phần còn lại mua điện thu hộ. Khôi xin cảm ơn và chúc tất cả một buổi tối thật là tuyệt vời. Nhớ đăng ký kênh cũng như bật chuông, nhấn chuông, bật chuông để nhận được các thông báo mới nhất mà Khôi đăng tải ngày. Tôi xin phép tạm dừng ở đây và hẹn gặp lại.